Thưa quý vị và các bạn, trong kháng chiến chống Mỹ, cùng với thế hệ trẻ cả nước, tuổi trẻ Quảng Bình theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cùng với sức trẻ lòng nhiệt huyết đã lên đường ra mặt trận, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các tuyến đường, chi viện cho chiến trường miền Nam thân yêu. Khai Thuy, xã Hòa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt của cán bộ chiến sĩ thanh niên xung phong C-758-N75 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên tuyến lửa Quảng Bình. Nơi đây đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 7 thanh niên xung phong huyện Minh Hóa khi tuổi vừa 18 đôi mươi. Các chị, các anh đã hiến dâng tuổi thanh xuân để bảo vệ tuyến đường huyết mạch 15A thông suốt, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày các anh, các chị anh dũng hy sinh 20 tháng 7 1968, 20 tháng 7 2018, mời quý vị và các bạn theo dõi phim tài liệu Khe Thuy, khúc tráng ca bất tử. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên suốt dải đất Quảng Bình, hầu như không vùng đất nào là không ghi lại dấu ấn của những tháng ngày chiến đấu gian khổ nhưng oai hùng, cũng như sự hy sinh anh dũng của các thế hệ bộ đội, thanh niên xung phong đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong bạt ngàn của những cánh rừng Trường Sơn hôm nay, như vẫn còn vang vọng mãi bản hùng ca của tuổi 20 một thời oanh liệt, rẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Để hôm nay, mỗi cánh rừng, con suối, dốc đèo, những cái tên như hang tám thanh niên xung phong, đèo đá đẽo, ngầm rinh, khe tang, khe ve, cha lo, mù già, cổng trời, đều mãi khắc ghi vào những trang sử vàng của dân tộc. Và có một địa danh có lẽ không ít người còn chưa biết đến, đó là trọng điểm Khe Thuy thuộc xã Hòa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nơi đây đã ghi chiến công và sự hy sinh anh dũng của 7 thanh niên xung phong thuộc tổng đội 75 C-758 trong khi đang làm nhiệm vụ tại điểm cao 468 Khe Thuy. Trong kháng chiến chống Mỹ, tuổi trẻ Quảng Bình theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lên đường ra mặt trận, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các tuyến đường, chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam thân yêu. Những ngày đầu mới thành lập, lực lượng thanh niên xung phong Quảng Bình quân số khoảng 6.500 người, họ đều trạc độ tuổi 18 đôi mươi, là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Thanh niên nam nữ nơi các làng quê, từ các xã, phường, thị trấn, hầu như chưa kịp trải qua huấn luyện, đã nhanh chóng hành quân ra mặt trận, đảm nhận mở các cung đường trọng điểm ác liệt nhất. Thanh niên xung phong Quảng Bình đã có mặt trên những cung đường Trường Sơn huyết mạch, đường 15A, đường 20 Quyết Thắng, đường 10, 12, 16. Nhiệm vụ lúc đó của thanh niên xung phong là mở đường, giữ đường, san lấp hố bom, bảo đảm thông đường, thông tuyến, cứu thương, vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến trường. Trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, ngã ba Khe Ve, xã Hòa Thanh là một trong những trọng điểm vô cùng ác liệt. Nơi đây được xem như túi bom mà máy bay Mỹ ngày đêm rồi xuống. Bởi trọng điểm này là yết hầu, là cửa tử khi vận chuyển hàng hóa, đạn dược từ Bắc vào Nam theo quốc lộ 15A và sang nước bạn Lào theo quốc lộ 12A. Quảng Bình là một cái nơi nó eo hẹp nhất. Có chỗ mà nó thì chỉ cách có 50 km thôi. Vì thế trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước thì không quân Mỹ nó gọi đấy là cái cán son. Đấy là cái cán son. Hoặc là cái nút cổ chai. Vì thế cho nên thì không quân Mỹ trong cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc ấy, thì đầu tiên nó đánh ở Quảng Bình. Và trong quá trình không chiến tranh phá hoại đó thì vì nó là một cán son, cho nên là nó biết rằng là mọi cái chi viện của miền Bắc cho miền Nam thì đều phải đi qua cái cán son này cả. Phải nói họ Quảng Bình là cái hậu phương lớn trực tiếp cho chiến trường miền Nam, mà đây cũng là một căn cứ tập kết và xuất phát hàng hóa và quân đi vào chiến trường miền Nam. Cho nên địch tập trung nó đánh phá ở Quảng Bình cũng khác gì ở trên năm trên trường Trường Sơn cả. Mà bắt đầu từ vào cả ba Khe Ve giữa đường 12, đường 15 cho đến Xuân Sơn, Long Lại, mà có lẽ là cái nơi mà tập trung ác liệt nhất.
Để bảo vệ trọng điểm này, Bộ Quốc phòng đã điều về đơn vị pháo cao xạ Nguyễn Viết Xuân đặt trần địa cách đó không xa để khống chế sự oanh tạc liên tục của máy bay Mỹ, hỗ trợ cho đơn vị thanh niên xung phong C-758-N75, phần lớn là con em quê hương Minh Hóa, chốt giữ làm nhiệm vụ thông đường. Khu vực đó có một khe nước cạn mà dân địa phương quen gọi là khe Thui, thuộc km 468 quốc lộ 15A. Khe Thui chỉ cách ngã ba khe Ve chừng 700 mét về phía bắc. Trọng điểm này rất hiểm trở bởi một bên là núi cao còn một bên là vực sâu. Vì vậy, đế quốc Mỹ đã không từ một thủ đoạn nào trong việc đánh phá với âm mưu chặn đứng các tuyến giao thông vận tải, chi viện đắc lực cho các chiến trường. Các địa phương có đường chiến lược đi qua như Hòa Thanh, Hòa Tiến, Hòa Hợp, Dân Hóa, Thường Hóa bị bom B-52 của giặc Mỹ cày xới suốt ngày đêm. Đặc biệt, xã Hòa Thanh bị bom đạn giặc đánh phá trơ trụi, không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn. Thế nhưng, bom đạn giặc Mỹ đã không khuất phục được ý chí và tinh thần của người dân Minh Hóa cũng như các lực lượng chiến đấu trên địa bàn. Trên những trọng điểm xung yếu luôn có các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong ngày đêm canh giữ, bám sát mặt đường. Hễ ngớt tiếng bom đạn, bất kể ngày hay đêm cũng lao ra mặt đường, bằng mọi cách thông đường, thông tuyến với quyết tâm, địch phá ta sửa ta đi, máu có thể đổ nhưng đường không thể tắc. Tôi thì mưa này, tôi bị ra là không tắc đường suốt nữa, lúc nào cũng phải đi làm. Chúng tôi nghe máy bay bắn là tắc đường nào là phải là kêu gọi cả đêm là đi lắp hộ bom cả đêm cả ngày nữa. Lúc đó không biết sờ bom sờ đàn chứ cả, nghe nói là đi chạy đi thôi chứ con không chần chừ chi hết. Mẫu có C-758 chỉ có chạy, nhưng mà đường C-758 không bao giờ tắc. Đấy là cái quyết tâm của đơn vị là như thế, cao độ đến như vậy. Trong những năm tháng ác liệt đó, C-758 thuộc Tổng đội 75 được phân công chốt giữ tại điểm cao 468 Khe Thui. Nhiệm vụ của C-758 là đảm bảo giao thông trên tuyến đường 15A, trong đó có trọng điểm Khe Thui, Ca Tang. Nhân trọng trách nặng nề giữa lúc cuộc chiến tranh đang trong giai đoạn ác liệt nhất, nhưng những cán bộ chiến sĩ của C-758 không hề nao núng, với quyết tâm cao nhất là đảm bảo thông đường thông tuyến trong mọi tình huống. Ngày 20 tháng 7 năm 1968, ngay từ sáng sớm, máy bay Mỹ đã mở một trận không kích lớn, thả một khối lượng đủ các loại bom xuống khu vực Minh Hóa, trong đó có trọng điểm là đường 15A và đường 12A. Một quả bom nổ chậm đã rơi trúng lòng đường cạnh Khe Thui. Ngay sau đó, một lượng đất đá trên đồi bị sạt xuống lòng đường, vùi lấp kín luôn quả bom nổ chậm. Hàng trăm chiếc xe chở bộ đội, hàng hóa, vũ khí, lương thực vào chiến trường bị mắc kẹt, dần dần nối đuôi nhau, xếp hàng dài. Tình hình lúc này hết sức bất lợi. Giữa đỉnh đồi trơ trụi không có cây cối, địch có thể phát hiện đến thả bom, bắn phá vào những đoàn xe bất cứ lúc nào. Trước tình hình đó, C-758 đã nhanh chóng huy động toàn lực lượng cán bộ, chiến sĩ ra đào bới, san lấp, mở đường cua nhằm giải phóng mặt đường nhanh nhất. Tiểu đội 3 được giao nhiệm vụ san lấp đống đất đá ngay trên quả bom nổ chậm. Xác định nhiệm vụ hết sức nguy hiểm, nhưng tính mạng cả đoàn xe đang mắc kẹt giữa đỉnh đồi còn nguy hiểm hơn nhiều. Vì vậy, tiểu đội 3 đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ giữa cái nắng tháng 7 như thiêu đốt. Đến khoảng 15 giờ chiều thì đống đất đá cũng được san ủi gần hết. Bỗng lúc đó, ngay giữa lòng đường phụt lên làn khói đen cùng chớp lửa xanh lè, đồng thời một tiếng nổ long trời, lở đất phát ra từ quả bom tấn nổ chậm, đất đá bay rào rào. Chỉ trong tích tắc, 7 trong 11 thanh niên xung phong đã hy sinh ngay tại chỗ. Nó đánh tới đôi, thì đất tụt xuống, lấp đi quả bom. Thì lúc này anh em ra là người thì chống đột phá, người thì cầm xe để sát. Thì loạt đầu anh em là và các đồng chí chúng ta như là đánh một loạt đầu bộc phá đánh xong rồi hết đất ra rồi thì tiếp là tiếp đến loạt thứ hai chúng bộc phá lần thứ hai để đánh loạt thứ hai nữa săn mặt bằng là coi như hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà đến loạt thứ hai lần thứ hai là anh em như là bị quả bom nổ chậm, trong đó như vậy là có 7 đồng chí hy sinh, có như vậy là 5 đồng chí nữ, có 2 đồng chí nam. Đồng chí nam thì 2 đồng chí nam, trong đó là có một đồng chí đại đội phó, đồng chí như là Đinh Xuân Đào. Và đồng chí Ngu là cán bộ bí trưởng,
là đã hy sinh. Mà trong hai đồng chí này hy sinh thì riêng đồng chí Đào với đồng chí Ngủ là mất xác. Mất xác. Còn lại cái số nữ, còn năm đồng chí nữ thì người thì mất tay, người thì không còn mắt nữa, người thì nói chung lồi là cầm ở đấy là không có, áo quần rách tơ tại. Lúc đấy là coi như trời đất chi, lúc đấy là coi như khỏi úm úp, không thấy một cái chi hết, đá ném thì tự tung, đá thì cục to cục nhỏ ném tự tung vậy chi hết. Rồi là coi người thì còn mấy người lại đó thì coi như cũng, lúc đấy cũng ngơ ngẩn, hoảng hốt đi rồi cũng cái kiểu bị ghen quá rồi bị sức ép nữa đấy, người thì không chạy được thì ngồi đơ được. Các bom nổ tung ra luôn. Thì trong khi ấy nổ xong á, thì cái áo thì đồng chí Hào đồng chí Đào đã bị rồi, và anh em bảy người nữa đã bị. Thì sau khi bị đó rồi thì cái áo lót của đồng chí Đào á đã được chuyển bay hẳn đến đến cái cửa hầm của đồng chí Hắn rồi tôi luôn. Rồi đồng chí Hắn về kéo lá trời lên, rồi sang tao chết rồi, đồng chí Phượng ơi, tôi dám biết cái áo lót của anh bay đến chỗ này rồi, áo lót của anh. Thì sau rồi tôi với đồng chị Hắn á, với lúc ấy sẽ coi như là chạy đến cái cua, mày vội vàng chạy xuống thì xảy ra không còn người nào tan hoang hết. Bảy cán bộ chiến sĩ thanh niên xung phong C-758 hy sinh tại chỗ gồm các chị Trần Thị Huệ, Đinh Thị Khuyên, Đinh Thị Liệu, Cao Thị Đến và Trương Thị Trạch. Hai cán bộ chiến sĩ nam là anh Phạm Văn Ngũ và Đinh Xuân Đào. Các anh chị đã hy sinh để lại cho đường được thông tuyến, những đoàn xe lại lăn bánh, những hạt gạo, khẩu súng, hòm đạn đã kịp thời đến với chiến trường đang ngày đêm rực lửa. Ngoài bảy cán bộ chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trong trận bom này, km 468 còn chứng kiến thêm sự hy sinh của năm chiến sĩ khác trong những trận oanh tạc của không quân Mỹ, gồm Đinh Xuân Tùng, Đinh Thị Thể, Nguyễn Văn Bản, Đinh Hữu Loan và Phan Đăng Cáp. Hiện phần mộ các liệt sĩ được an nghỉ tại nghĩa trang Tân Ấp, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Chiến tranh đã đi qua, nhưng nỗi đau của nó cứ hằn sâu vào trái tim của những người đang sống. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ và những năm tháng đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, những người con thân yêu của đất nước đã ngã xuống, máu của họ đã tô thắm thêm màu cờ. Những người mẹ Việt Nam, những người vợ, người yêu ở lại vẫn còn đó những day dứt không thể nào nguôi ngoai, bởi phần lớn những người ngã xuống khi chỉ vừa mới 18 đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời. Vậy là đã tròn 50 năm, các anh các chị C-758 ngã xuống. Máu xương của các anh các chị hòa vào cỏ cây hoa lá của Đại Ngàn Trường Sơn. Theo chỉ dẫn của các anh các chị trong ban liên lạc cựu thanh niên xung phong huyện Minh Hóa, chúng tôi tìm về gia đình của liệt sĩ thanh niên xung phong Trần Thị Huệ, thôn Thanh Lâm, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa. Ra đi chưa có người yêu. Vì nó học xong lớp 4 lên lớp 5 là bắt đầu ra đi. Theo tiếng gọi của Trung ương đoàn, ra đi năm 65. Hắn là đứa em út. Mà mẹ là mất sớm, cho nên chị em sống với nhau, bố mẹ mất sớm, chị em sống với nhau. Thành ra chị anh, chị em đều thương nhau lắm. Khi nó ra đi, khi nó mất đi là lúc đó là tôi là một tháng trời tôi không ăn gì hết á. Trong 10 năm chống Mỹ cứu nước, từ năm 1965 đến năm 1975, tỉnh Quảng Bình điều động trên 20.000 thanh niên xung phong tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, khắc phục hậu quả chiến tranh. Thanh niên xung phong Quảng Bình tham gia mở trên 1.000 km đường mới, đường vòng, đường tránh, phục vụ cho công tác chi viện chiến trường, bảo đảm an toàn giao thông, thông đường, thông tuyến trên 1.200 km. Chốt giữ tại hàng trăm trọng điểm là những nơi máy bay Mỹ thường xuyên đánh phá, xây dựng trên 200 công trình cầu, cống, bến, ngầm, phà, bắn rơi 8 máy bay Mỹ, vận chuyển hàng vạn tấn hàng hóa, vũ khí, đạn dược và đưa hàng nghìn thương bệnh binh về tuyến sau. Trên các tuyến đường thanh niên xung phong Quảng Bình bám trụ có hàng trăm trọng điểm ác liệt, máy bay giặc Mỹ bắn phá suốt ngày đêm.
mất mát, hy sinh là thế, nhưng thanh niên xung phong Quảng Bình vẫn kiên cường, phát huy truyền thống của quê hương hai giỏi. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn mưu trí, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, lập công xuất sắc, góp phần to lớn vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tháng 7 này, đất rừng Khe Thui như dang rộng vòng tay để đón những đồng đội về thắp lửa tri ân các anh hùng liệt sĩ. Khói hương tỏa mờ như vỗ về những linh hồn trong trắng mãi mãi tuổi đôi mươi, bất diệt với thời gian. Từng vách đá, gốc cây, ngọn cỏ Khe Thui như đều gói tròn chất chứa cả một phần sử liệu oai hùng về những thanh niên xung phong C-758 đã ngã xuống để con cháu đời sau mãi mãi tạc ghi. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên địa bàn huyện Minh Hóa, mỗi cung đường, mỗi địa danh là một trận địa ác liệt. Ngày 20 tháng 7 năm 1968, tại địa danh Khe Thui, 7 thanh niên xung phong, còn là con em của Minh Hóa đã anh dũng hy sinh vì sự thông suốt của con đường. Sự hy sinh mất mát của các anh là tô thắm thêm cái truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân Minh Hóa, là tấm gương, là động lực để là thúc đẩy các cái thế hệ quân và dân Minh Hóa trong sự nghiệp xây dựng quê hương Minh Hóa ngày càng giàu đẹp. Đường Trường Sơn huyền thoại năm xưa, đường Hồ Chí Minh công nghiệp hóa hôm nay đi qua địa bàn Minh Hóa với hệ thống giao thông liên hoàn, tạo nên sự gắn kết giữa các vùng kinh tế trong tỉnh, đó là vùng kinh tế rừng, vùng gò đồi, vùng đồng bằng và vùng ven biển. Đặc biệt, từ khi quốc lộ 12A được nâng cấp nối với trung tâm khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đã mở ra hướng phát triển kinh tế giữa Minh Hóa, Quảng Bình và nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan. Huyện Minh Hóa thì có cái vị trí địa lý rất là thuận lợi, nằm trên cái hành lang kinh tế Đông Tây, và đặc biệt là trên địa bàn huyện có cái tuyến đường Hồ Chí Minh và đường 12A đi qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Và với cái điều kiện của huyện là có nhiều cái phong cảnh thiên nhiên và các cái điểm di tích lịch sử, thì huyện xác định phát triển kinh tế trong thời gian tới là tập trung vào cái trồng rừng kinh tế, rồi chăn nuôi đại gia súc, và đặc biệt là phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và tham quan các cái di tích lịch sử ở trên địa bàn huyện. Chiến tranh lùi xa đã gần 45 năm, nhưng những chiến công và sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong C-758 mãi in đầm trong trái tim mỗi người lính, mỗi trái tim con người Việt Nam. Kỷ niệm 50 năm ngày các anh chị ra đi, thế hệ trẻ hôm nay kính cẩn thắp một nén hương trầm, tưởng niệm những người con anh hùng C-758, N-75 đã ngã xuống vì màu xanh quê hương. Khe Thui mãi mãi khắc tên của các anh, các chị. 50 năm, dấu vết đàn bom cày sới đại ngàn Trường Sơn đã mờ phai bởi những mùa sim đâm chồi nở hoa, bởi con đường Hồ Chí Minh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng huyền thoại về sự hy sinh anh dũng của 7 cán bộ chiến sĩ thanh niên xung phong C-758-N-75 là khúc tráng ca bất tử vang vọng mãi đến tận mai sau. Oh, yeah.